Vào chiều qua, sau khi nhậu xỉn, một tài xế đã điều khiển xe ô tô 7 chỗ băng ngang đường sắt đoạn thuộc địa phận phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và bất ngờ bị mắc kẹt trên đường ray. Trong khi từ xa thì một đoàn tàu đang ầm ầm lao đến. Phát hiện sự việc thì người dân đã hoảng hốt truy hô báo hiệu cho lái tàu. Vào khoảng 16 giờ 30 phút, xe ô tô mang biển số 51F28723 do tài xế Nguyễn Văn Hóa, 32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa điều khiển, lưu thông băng ngang đường sắt tại km 1694 300 hướng từ Ủy ban nhân dân phường Tân Tiến qua đường Phan Trung thuộc phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khi ra giữa đường sắt, ô tô bất ngờ bị sụp bánh xuống mương thoát nước, thân xe mắc kẹt giữa đường ray. Thời điểm này, đoàn tàu SBT1 do lái tàu Nguyễn Phụng Hoàng điều khiển đang lưu thông hướng từ Bình Thuận đi ga Sài Gòn cũng vừa tới địa phận thành phố Biên Hòa. Ngay lập tức, nhiều người hô hoán báo hiệu cho nhân viên trực báo hiệu cho đoàn tàu. Khi cách hiện trường gần 100m, tàu mới dừng lại. Sau khoảng 15 phút, xe ô tô được đưa ra khỏi đường sắt và đoàn tàu tiếp tục hành trình.